Có nên bán đất để trả nợ hay không? Hôm nay có một bác trong hoàn cảnh khó khăn, tình huống khá nhiều anh em cũng đang mắc phải, là bác ấy làm ăn thua lỗ, bác ấy nợ ngân hàng 500 triệu và hàng tháng bác phải trả lãi cả gốc cả lãi là khoảng 11 12 triệu gì đó. Và cái thu nhập hiện tại của bác không đủ để trả nợ. Chính vì vậy bác ấy có ý định là phải bán đất, và cái miếng đất của bác ấy có người đang trả là 4 tỷ, khoảng 600 mét gì đó. Bác ấy hỏi em là thế theo chú thì chú tư vấn cho anh Phát là có nên bán hay không, bán thế được không. Thực là em cũng không biết được là cái khu vực của bác ấy là thế là đắt hay rẻ, thì em không dám đưa ra lời khuyên là nó đắt hay rẻ, em chỉ nói là bây giờ mình phải làm như thế nào. Thì với cái góc nhìn của em thì em có chia sẻ như thế này: anh đi tham khảo khoảng độ 20 miếng kiểu kiểu như đất nhà anh, cũng gần gần khu vực nhà anh, và lúc đó anh sẽ so sánh xem là cái miếng đất nhà mình với cái giá 4 tỷ như vậy nó là đắt hay rẻ, anh chia ra thành bao nhiêu tiền một mét, và từ đó anh so sánh, rồi thứ nhất là độ gần, rồi thì độ rộng của đường, rồi xem quy hoạch nó ra làm sao. Thì bác bảo là chỗ anh thì chả quy hoạch chó gì cả, để bao nhiêu năm nó vẫn thế thôi, vậy thì nên làm thế nào? Bán, ok, mình vẫn phải bán, bởi vì cái lãi ngân hàng như vậy mình không đủ khả năng trả, thì mình có tài sản thì mình phải bán tài sản để mình trả cho ngân hàng. Tuy nhiên để tránh trường hợp mình bị cái đồng tiền, bây giờ mình đang không chưa bao giờ mình cầm tiền, bây giờ tôi ví dụ bán được 3 4 tỷ, trả nợ hết 500 triệu, còn 3 tỷ rưỡi. 3 tỷ rưỡi thì làm gì đây bây giờ? Nếu như mình không chuẩn bị, mình không có kế hoạch ngay từ đầu thì rất dễ 3 tỷ rưỡi đó mình mang mua ô tô, mình mang mua điện thoại, mua tivi, rồi mua tủ lạnh, mua các thứ. Cái nhà trong nhà có cái gì hỏng, cái gì xấu là đã sẵn tiền trong tay, là dễ Trần Văn Quất lắm, là ra Trần Văn Múc lắm. Là và cái số tiền 3 tỷ rưỡi đó có thể nó bay vài trăm, bay 1 2 tỷ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy, nếu như trong trường hợp vừa rồi thì em có chia sẻ rằng là bác bây giờ bác vừa đi khảo giá để mà mình biết được mình bán đắt hay rẻ. Sau đó bác cũng nhắm luôn cho bác cái miếng nào mà tầm tiền cũng khoảng 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi gì đó. Và khi mình bán xong miếng đất của mình trả nợ ngân hàng thì cái tiền của mình cầm mình còn thừa ấy là mình mua luôn cái bất động sản đó. Để làm sao? Để tránh mất tiền, tránh tiêu xài hoang phí cái số tiền đó. Vì đồng tiền có một ma lực cực lớn, và chúng ta dễ bị đồng tiền sai khiến bằng cách là đi mua những cái thứ mà chúng ta thích mà đôi khi chúng ta không cần. Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải đi xem chỗ nào có quy hoạch, chỗ nào có tiềm năng, chỗ nào có thể là gì thay đổi cái địa giới hành chính, ví dụ như từ xã lên phường chẳng hạn, từ huyện lên quận chẳng hạn, từ gọi là huyện lên thành phố, lên thị trấn, thị xã gì cả, thì cơ hội cái giá đất nó tăng lên. Đấy, hoặc là chỗ nào chuẩn bị có con đường, chỗ nào chuẩn bị có công viên, chuẩn bị có trường học, bệnh viện xây ở đó thì chúng ta tìm chỗ đó chúng ta mua. Và cái việc chúng ta bán đất trả nợ này, nhiều người đó là nghĩ rằng đó là một cái điều gì đó đau đớn, nhưng chúng ta biến cái điều đó đau đớn đó thành cơ hội cho mình. Cái miếng đất của mình có thể nó chẳng có cơ hội lên giá thì chúng ta hãy bán nó đi, chúng ta vừa trả dứt cái món nợ, cái thứ hai chúng ta cũng có cơ hội để tìm những cái miếng đất khác ngon hơn, có cơ hội tăng giá cao hơn. Đấy là cái góc nhìn mà em đã chia sẻ với cái bác trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng là những cái anh em nào đang trong cái tình trạng nợ nần và cần phải bán đất thì nếu các bác khó khăn quá các bác cũng có thể gọi cho em, thì em cũng sẽ có một vài ý tưởng để các bác tham khảo để mà giải quyết cái tình huống của mình. Thì cảm ơn các bác đã xem video và các bác nhớ đăng ký kênh cho em. Nếu bạn đang muốn trở thành môi giới bất động sản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc bạn đang làm nhưng chưa có hiệu quả, thì tôi xin giới thiệu với bạn quyển sách Môi giới tài năng. Quyển sách này sẽ trang bị cho bạn toàn bộ những kiến thức, những kỹ năng cần có để có được 2-3 vụ chốt hàng tháng. Với kinh nghiệm 8 năm làm nghề môi giới cộng với việc sáng lập và điều hành hai doanh nghiệp môi giới bất động sản, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để lựa chọn cái loại sản phẩm, cái nơi để chúng ta bắt đầu công việc môi giới nhanh có tiền. Tôi cũng sẽ chia sẻ cho bạn một cái bí mật làm thế nào để biết được hầu hết những cái bất động sản chính chủ đang bán tại nơi bạn đang kinh doanh. Đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng đối với người làm môi giới. Và với kinh nghiệm đã xây dựng kho hàng lên đến 20.000 căn, và tôi cũng đã giúp rất nhiều anh em xây được cái kho hàng chính chủ cho riêng mình từ một môi giới bình thường thành một môi giới xịn sò với thu nhập tăng lên nhiều lần. Trong quyển sách này, tôi cũng sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn cho bạn cụ thể kỹ năng đăng tin, đăng bài quảng cáo làm sao cho hiệu quả và tiết kiệm, làm sao để phù hợp với cái loại bất động sản, cái nơi mà bạn ở. Và cuối cùng trong quyển sách này cũng sẽ chia sẻ cho bạn một quy trình bán một bất động sản như thế nào
cách để chúng ta khai thác nhu cầu của khách hàng, cách chúng ta giới thiệu một cái sản phẩm bất động sản làm sao cho hấp dẫn, và cách chúng ta chốt một bất động sản ra làm sao. Toàn bộ kỹ năng trong quyển sách này là kỹ năng thực tế của bản thân tôi, vì bản thân tôi cũng đã nhiều tháng tôi có 3 đến 5 giao dịch hàng tháng, và đây là kỹ năng thực tế của bản thân tôi chứ không phải kỹ năng sao chép hay là lý thuyết của một ai đó. Đây sẽ là quyển sách gối đầu giường của tất cả những người làm môi giới bất động sản. Và nếu bạn muốn có 2-3 vụ chốt hàng tháng thì bạn gần như bắt buộc phải sở hữu quyển sách môi giới tài năng. Quyển sách này có giá bán là 499.000, và để sở hữu quyển sách này, bạn hãy chuyển khoản đến số tài khoản 0965 866 355 tại ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản mang tên Phùng Hữu Anh. Nội dung chuyển khoản sẽ là số điện thoại của các bạn. Sau khi chuyển khoản xong thì các bạn chụp màn hình lại, gửi đến số Zalo cũng chính là số tài khoản 0965 866 355. Bộ phận chuyển sách sẽ nhanh chóng chuyển cho các bạn để các bạn sở hữu cho mình kỹ năng làm sao để có 2-3 vụ chốt hàng tháng khi làm môi giới bất động sản. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn.